Người đàn ông này đã lái xe đến 140 km/h, đây đã là tốc độ xe chết người rồi nhưng vẫn có người cảm thấy chậm. Trên con đường hai làn chật hẹp, một chiếc xe Audi phía sau không ngừng nhấp nháy đèn tỏ ý bảo nam chính nhường đường. Nam chính không biết nổi gió ở đâu, anh ta cố ý nhường đường, đợi khi Audi tăng tốc đi lên, nam chính đạp mạnh chân ga. Cứ như vậy hai chiếc xe đi song song nhau, nhưng nam chính rõ ràng đã lơ là rồi. Lẽ nào anh ta không biết sau khi VLV bị thu mua chắc chắn là không thể chạy vượt được chiếc bốn bánh của người ta. Nam chính nhanh chóng bị đánh bại, nhưng vào lúc này Audi đột nhiên gấp gáp chuyển đường. Nam chính đạp mạnh phanh xe, nhưng con gái phía sau bởi vì không thắt dây an toàn phút chốc bay người lên đập vào hàng ghế phía trước, may mà không có gì đáng ngại. Nam chính theo thói quen chửi thề, sau đó vẫn lái tốc độ 140 km/h về phía trước. Nhưng lần này anh ấy bị một chiếc xe con màu trắng chặn lại, tốc độ xe giảm xuống 100 km/h. Nam chính mất kiên nhẫn nháy đèn liên tục với chiếc xe con tỏ ý nhường đường, nhưng chiếc xe phía trước không để ý chút nào. Lúc này con gái nam chính ở ghế sau chọc cười nói phía trước hoặc là tài xế nữ, hoặc là một ông cụ rất già, thế là điên cuồng ấn còi, hơn nữa vừa nói vừa quay đầu, nhưng xe trắng đột nhiên phanh lại, nam chính lại suýt chút đâm vào đuôi, anh ta tức giận đùng đùng ấn còi lần nữa, nhưng chỉ cần tiếng còi vang lên, xe phía trước liền cố ý phanh lại, tốc độ xe nhanh chóng giảm xuống 60 km/h, chiếc xe chở hàng còn chạy nhanh hơn bọn họ. Nam chính nhắm chuẩn cơ hội chuyển sang làn đường bên phải, sau đó chậm chậm nhìn qua xe phát hiện tài xế xe trắng là một ông chú. Nam chính làm một hành động thách thức tỏ ý ông chú bị thiểu năng, sau đó dẫm chân ga đi. Anh ta lại để xe đến tốc độ 160 km/h, căn bản không để ý bên đường có biển báo tốc độ giới hạn là 100 km/h. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi cả nhà dừng ở khu phục vụ để nghỉ ngơi vừa hay đụng trúng tài xế xe trắng, ông chú lịch thiệp hỏi nam chính tại sao lái nhanh như vậy. Nam chính lập tức giận dữ vô cùng, xe của nhà chúng tôi muốn chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, ông sao quản được. Nói rồi còn đẩy ông chú một cái, không ngờ ông chú không chút nhúc nhích. Nam chính lại đẩy lần nữa, ông chú vẫn không nói lời nào. Trước mặt vợ con, nam chính cảm thấy rất mất mặt, anh cố ý tách vợ và con gái ra, sau đó muốn đôi co ra lẽ với ông chú. Nhưng thái độ của ông chú vẫn cứng rắn, đồng thời yêu cần nam chính xin lỗi ông ấy. Nam chính bất lực vứt lại câu đồ thần kinh, nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng lúc này, trong lòng ông chú đã chôn mầm mống thù hận. Chưa được bao lâu, nam chính phát hiện ông chú đi theo, anh rẽ xuống đường vòng, xe trắng cũng rẽ xuống đường vòng. Lúc này, sắc mặt nam chính hoảng hốt, đã không để ý đến nói chuyện với vợ nữa. Mắt nhìn thấy phía trước sắp đèn đỏ, nhưng nam chính căn bản không có ý định giảm tốc độ, trực tiếp lao thẳng, làm người vợ bên cạnh hết hồn. Nam chính giải thích nói bản thân hoa mắt không chú ý, nhưng thực ra anh ra sợ ông chú phía sau muốn dùng đèn đỏ để cắt đuôi ông chú. Con gái phía sau phát hiện ra điều bất thường quay đầu nhìn phía sau, thì ra xe trắng đã lại đuổi tới. Người vợ cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc xe trắng phía sau theo đuôi bọn họ. Lúc vừa chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng nam chính kiêu ngạo vô cùng bảo cô, tuyệt đối không được báo cảnh sát trước. Anh ta lớn tiếng trách móc hành vi ấu trĩ của vợ, sau đó dừng xe bên đường nói bản thân có thể giải quyết, sau đó quay người đi về phía xe trắng. Nam chính chất vấn ông chú theo dõi anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Yêu cầu của ông chú cũng rất đơn giản, chỉ cần nam chính bây giờ xin lỗi, chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra. Nam chính ngạo mạn nói, bảo anh ta xin lỗi tuyệt đối không thể nào, nếu không thì báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý. Ông chú cũng đồng ý với cách này, nhưng ý của nam chính là bảo ông chú báo cảnh sát. Trong mắt anh ta, người của ông báo cảnh sát chính là người yếu thế trước. Ông chú lấy điện thoại ra thể hiện điện thoại ông ấy hết pin rồi. Nam chính nói không sao, của tôi còn. Nói rồi còn mở khóa điện thoại trước mặt đưa cho ông chú. Không ngờ rằng hành động thách thức này khiến anh ta hối hận đến cuối đời. Ông chú siết tay nam chính, màn hình điện thoại cũng sắp bị bóp nát rồi. Nam chính đau đớn mà kêu ngay lên. Sau khi bỏ tay, điện thoại bị ông chú tịch thu tại chỗ. Nam chính tất nhiên không phục, lập tức đi cướp điện thoại. Kết quả bị ông chú giữ nửa người trên không. Vợ nhìn thấy liền chạy đến giúp, ra sức kéo thắt lưng của nam chính về phía sau. Nhưng sau đó ông chú buông tay, quần của nam chính bị tụt xuống. Mà lúc này khi sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc, người vợ thoát được nạn vội vã khuyên nhủ nam chính đừng cố giữ thể diện của anh ta nữa. Nam chính nhìn các con đang vô cùng kinh sợ, cuối cùng quyết định nhận thua. Anh ta không cam lòng xin lỗi ông chú, đồng thời mong ông chú trả lại điện thoại cho anh ta. Nhưng ông chú cứng nhắc không nhận lời xin lỗi muộn màng của nam chính. Ông ta trực tiếp đóng cửa sổ. Nam chính lại bị chọc giận lần nữa, điên cuồng đập cửa xe. Nhưng ông chú lại từ ghế phụ lái xuống xe, sau đó chơi đùa thứ gì đó trong xe. Người vợ trong hoảng loạn viết biển số xe chuẩn bị báo cảnh sát. Nam chính cũng chỉ đành cướp lấy điện thoại từ ghế phụ lái, kết quả bị ông chú đẩy ngã xuống đất. Theo đó ông chú tay cầm súng phun, điên cuồng phun vào nam chính. Thì ra thứ ông ta phun là thuốc trừ sâu nồng độ mạnh. Nam chính hoảng hốt trốn về trong xe, khởi động ô tô. Lúc lái xe đi, ông chú nhét ống phun vào trong cửa sổ, thuốc trừ sâu vẫn phun vào trong xe. Sau đó cả nhà bị một mùi nồng nặc sộc vào mũi làm ngạt không thở nổi. Nam chính chưa lái được bao xa liền hô hấp khó khăn, cả nhà chỉ đành bỏ xe chạy vào rừng. Đợi rửa sạch vết thương của con gái xong, con gái lớn điên cuồng kêu ông chú lại đến rồi. Cả nhà vội vã chồm vào trong xe, nhưng bánh xe rơi vào đất lún không thể thoát ra. Mắt nhìn xe của ông chú chạy tới, nam chính chỉ đành xuống đẩy xe. Khi lùi ra, nam chính bị cửa xe đụng. Ông chú lại cầm súng phun đuổi tới lần nữa, nam chính vội vàng trốn về trong xe.
Người vợ hoảng loạn do trước đó kinh hãi quá độ, cô ấy dường như chiếc xe thành máy bay mà lái, hoàn toàn không để ý đến gồ giảm tốc, nhìn thấy con cái cũng va đập lung tung như bay lên tại chỗ. Cứ như vậy, người vợ cứng nhắc lái chiếc xe đến phát hỏng, mấy người cuối cùng cũng chạy đến được đồn cảnh sát. Nhưng ở bên kia ông chú đã lên kế hoạch bước tiếp theo bẫy thú. Ông chú lấy điện thoại lên nhìn từ góc nghiêng, không cần vẽ hai lần đã thành công mở được điện thoại, đồng thời từ trong ghi chép thông tin tìm thấy địa chỉ nhà của nam chính, sau đó khởi động xe chuẩn bị đến nhà nam chính ôm cây đợi thỏ. Bên kia, nam chính tường thuật lại việc mình gặp phải trên đường cho cảnh sát, đồng thời nói vợ đã ghi được biển số xe của ông chú, nhưng mở tờ giấy ra nhìn, cái này chẳng giống viết gì. Nam chính lại gọi điện vào máy của mình xác nhận là ông chú nghe máy, nhưng cảnh sát nói định vị cần một thời gian nhất định, còn phải trao đổi với nhà điều hành. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, nam chính chọn sửa chữa đơn giản chiếc xe trước, sau đó cảnh sát bảo vệ đưa bọn họ về nhà. Suốt chặng đường, nam chính chỉ cần nhìn thấy chiếc xe con màu trắng đều tưởng là xe của ông chú, đủ thấy trong lòng anh ta thực ra vô cùng yếu đuối. Mà ông chú lúc này sớm đã đến nhà nam chính, ông ta nói dối là nhặt được điện thoại của nam chính, đồng thời xác nhận bức hình với bà cụ. Bà cụ muốn nhận lấy điện thoại như vậy có thể đuổi ông chú đi, nhưng vấp phải sự từ chối của ông chú. Ông chú chất vấn bà dạy dỗ con trai bà như vậy sao? Xem ra có mẹ sẽ có con rồi. Bà cụ lúc này mới phát giác ra không đúng, nhưng lúc ấy đã muộn. Ông chú nhanh chóng khống chế miệng của bà cụ. Khi nam chính được cảnh sát bảo vệ đưa về đến nhà, nhìn thấy ngoài cửa trời yên gió lặng, nam chính sợ mất mặt trước bố mẹ, nói tùy tiện hai câu liền đuổi cảnh sát đi. Hơn nữa còn liên tục dặn dò hai cô con gái đừng kể chuyện trước đó cho ông bà nội. Đây là công khai dạy con lừa người à? Cả nhà đỗ xe xong, nhưng bất luận gõ cửa thế nào cũng không có người đáp lại. Nam chính tưởng hai người già ngủ rồi cũng không nghĩ nhiều, đợi khi đứa con nhỏ đi lên tầng tìm ông bà nội lại phát hiện hai ông bà bị nhốt trong phòng tắm. Đứa con nhỏ vội vã gọi mẹ, mà lúc này nam chính của chúng ta lại đang làm gì? Anh ta sợ dừng xe trước cửa nhà làm lộ vị trí còn cố ý lái xe đến cửa nhà hàng xóm, hay cho một người đàn ông mưu mô. Hơn nữa nam chính về đến nhà khóa bên liên tiếp 7-8 cái khóa để chắc chắn bảo vệ tuyệt đối không được có sơ suất. Nhưng không ngờ rằng, tên côn đồ thục ra đã sớm núp trong nhà rồi. Đúng vào lúc nam chính leo lên cầu thang, ông chú xuất hiện phun thuốc trừ sâu nồng độ mạnh vào nam chính. Nam chính bị dọa lăn tới lăn lui, vội vã xuống tầng cố gắng mở chỗ khóa vừa rồi không dễ gì mới móc lên. Đợi nam chính mở xong khóa, anh ta vứt bỏ người nhà lớn nhỏ một mình chạy trốn ra khỏi cửa. Ngược lại người vợ tự bình tĩnh, cô dùng chìa khóa khóa ngựa cửa lại còn cứu bố mẹ chồng ra. Ông chú từ trong nhà đuổi ra, nam chính hoảng hốt không biết đường, chạy thục mạng khắp nơi. Anh ta lúc này đã bất lực giống như đứa trẻ, ngư oi vợ nhắc nói mình đã báo cảnh sát rồi, bảo nam chính đến nhà hàng xóm đợi trước đi. Nhưng nam chính giống như kẻ điên trèo vào nhà, trong miệng còn không ngừng gọi mẹ cứ như một đứa trẻ chưa cai sữa vậy. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của mẹ và vợ mới kéo anh ta lên được. Nam chính bị dọa đến giống như bùn nhũ ngã liệt dưới đất. Lúc này, là một người đàn ông, tôn nghiêm đã mất hết. Cuối cùng cảnh sát kịp thời chạy đến hiện trường, cả nhà cuối cùng được cứu. Sau chuyện này, nam chính không dám lái xe nữa, trong nhà còn đổi một chiếc xe mới tính năng tốt hơn. Nam chính cũng bắt đầu tuân thủ luật giao thông, đồng thời dạy các con gái không được vượt đèn đỏ. Nhưng một số người một khi đã đắc tội, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuối cùng, chiếc xe con trắng lại chạy đến lần nữa, nam chính cuối cùng vẫn phải trả cái giá mạng sống. Câu chuyện này nói với chúng ta, tạo nghiệp ác thì đền tội, tự tạo nghiệp không thể sống. Tôi là Khu Mấn, nhớ bấm theo dõi và like nhé. Yêu các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.